Xin chào các bạn. Làm thế nào để Linh có lại cảm xúc? Làm thế nào để Linh có được cái tình yêu thương vô điều kiện? Làm thế nào để Linh bộc lộ tất cả những cái cảm xúc đó ra bên ngoài một cách tự nhiên? Thì đấy là câu hỏi của một số người bạn của Linh được Linh coach cho, và chính là con của Linh hỏi Linh như vậy. Thế vì thế hôm nay Linh ra một cái video để chia sẻ những cái mà Linh nhận được. Tại sao mình lại có được những cái điều đó? Trước đây thì Linh cũng giống như mọi người thôi ạ. Linh là một cái người sống an toàn, ổn định và tưởng chừng như hạnh phúc trong cái gia đình nhỏ bé đó. Sau khi mà học NLP thì mọi người kết nối lại với Linh mới chia sẻ rằng là Linh là một cái người sống rất là hời hợt, vô cảm, không để lại ấn tượng sâu. Và trước thì cũng có một số người nói với Linh là vô cảm và mặt không có cảm xúc, kể cả cười rạng rỡ đến mấy, và rất là khó nói chuyện, khó gần với Linh. Bởi vì là mình là cái người mà không dễ để quen ai cả. Chỉ khi mà mình thấy là mình quen người đấy thì bắt đầu mình mới cởi mở, mình nói chuyện, mở lòng. Còn không thì mình cũng không bắt chuyện đâu. Thế thì sau khi mà nhận được những cái lời nhận xét như vậy á, thì Linh đã học được hai khóa lòng biết ơn. Và hai khóa đấy thì đã cho Linh cái cảm xúc, tức là hơi biết một chút về cái tình yêu thương thôi. Tức là có một buổi sáng ấy, thì bắt đầu mình đánh răng mà ô, sao hôm nay mình lại yêu cái việc đánh răng này như vậy. Rồi mình sờ bàn chải hay sờ vào những cái đồ vật ở trên trong cái phòng vệ sinh đấy, thì mình thấy yêu nó vô cùng. Rồi sờ vào khăn, rồi đi ra ngoài, bắt đầu cảm nhận mọi việc, là ở cái cầu thang, rồi bước chân nhẹ nhàng như thế nào, rồi đến cốc nước, rồi đến ngụm nước mình uống. Mình cảm nhận được hết luôn là mình hôm nay một cái năng lượng, một cái tình yêu nó phơi phới á. Nhưng cái cảm xúc đấy nó chỉ trong có thời gian ngắn thôi. Tức là nó xuất hiện để cho mình biết, nhưng mà chưa chuyển hóa gì trong mình cả. Thế chỉ từ khi học NLP thì bắt đầu nó chuyển hóa trong mình. Tức là khi mà mình được gỡ bỏ những cái đám mây tiêu cực, những cái điều tiêu cực ở trong bên trong mình, rồi mình được học, mình cài được cái năng lực từ bên trong mình, bắt đầu thoát ra cái năng lượng đó, cái tự nhiên đó. Thì đấy là chỉ là cái năng lượng lúc đấy thôi. Thì làm thế nào để nó bộc lộ ra bên ngoài một ngày rõ hơn? Cái cảm xúc như vậy. Thế thì khi mà Linh hiểu ra sau 2 tháng thì hôm nay Linh mới đúc kết ra rằng thế này. Chỉ trừ khi là mình hành động hàng ngày, tức là những cái mà trải nghiệm của mình ấy, bắt đầu mình mới cho mình cái kết quả, thì lúc đấy nó mới toát ra ở trên khuôn mặt của mình, rồi toát ra bằng những cái lời nói của mình, cái ngôn ngữ của mình và những cái hành động của mình. Có một số người thì hỏi Linh rằng là cũng thực hành lòng biết ơn hàng ngày buổi sáng sớm, cũng đọc sách, cũng có những cái giá trị rất là hay, rồi cũng học NLP khoảng 1 năm hay 2 năm rồi, nhưng tại sao cuộc sống thì vẫn cảm thấy lo lắng, lo toan, rồi không kết nối được với mọi người trong gia đình? Có cái cảm giác là gì? Là mình hiểu hết rồi và mình chấp hết tất cả những người đấy, là họ chưa có cái sự hiểu biết nên là mình chấp nhận họ. Thế thì khi mà mình đúc kết ra tất cả những cái mà mọi người chưa đạt được á, chưa thấy là mình có biến chuyển gì trong cuộc sống á, thì đây là cái câu trả lời này. Là khi mà mình học được bất kể một cái điều gì đó, kể cả đọc sách, kể cả lòng biết ơn hay là học NLP, thì đều phải ứng dụng vào cuộc sống của mình. Đi lấy một ví dụ. Ví dụ học lòng biết ơn này, buổi sáng có phải là mình biết ơn hôm nay là con mình rất là ngoan, vui vẻ và chăm chỉ học hành, rồi lại giúp được đỡ được bố mẹ việc nhà. Mình rất là vui với việc đó, mình biết ơn cái việc đó. Nhưng hành động hàng ngày của mình là gì? Khi con mình nghịch phá bĩnh cái, mình tức giận. Hay là khi mà con không học hoặc là điểm kém thì chẳng hạn, thì cảm thấy khó chịu. Hoặc con nói một cái điều gì đấy mà cảm thấy là chưa ngoan, hoặc là cãi nhau với ai đó mà mình lại cảm thấy rất là khó chịu với cái việc đấy, hoặc mình chấp, mình không thèm nói,
mình nén lại một chút, bắt đầu mình xử lý. Thì đấy đấy là những cái mà mình thấy rằng là nếu mà mình thực hành lòng biết ơn là con ngoan con vui á, thì những lúc mà nó không ngoan, không vui vẻ, không không chia sẻ, không chăm chỉ thì sao? Nó phá bĩnh thì sao? Nó bướng bỉnh thì sao? Thì mình lúc đấy với cái hành động của mình là gì? Là mình khó chịu hay mình mắng nó? Đó, đây này, cái mấu chốt đây là gì? Là mình vẫn chấp nhận nó, bởi vì nó vẫn là con, nó vẫn chính là nó. Con mình vẫn chính là con mình, bản chất nó là như vậy. Và mình uốn nắn dần bằng cái hành động của mình. Mình có thể sử dụng những cái kỹ thuật của NLP bằng cái làm thế nào để nói được với con của mình, kết nối được với mọi người, rồi đọc được ngôn ngữ của họ, mà mình có thể nói được chuyện được với ngôn ngữ của bằng ngôn ngữ NLP. Thế xong sau đấy thì mình áp dụng được hàng ngày hàng ngày, không phải là một sớm một chiều đâu ạ, phải là hàng ngày đều đặn. Thế sau đấy thì con mình mới thay đổi. Thế ví dụ như lấy mình ví dụ là con mình nhảy lên mặt mình hoặc là nhảy lên bụng mình lúc mình đang ngủ, thì mình có bực mình không ạ? Lúc đấy rất đau đúng không ạ? Thế mình phản ứng như thế nào? Có khi là dậy đập cho nó phát. Nhưng mà khi từ khi mà Linh có được cái tình yêu đấy, bắt đầu mình kiểm soát được. Và Linh thể hiện ra là gì? Bây giờ là giờ ngủ rồi con, thế mẹ ngủ nào. Và nó có nhảy mãi, chán rồi thì nó cũng không nhảy nữa đâu ạ. Một ngày hôm nay nó nhảy, hai ngày hôm nay nó nhảy, và cũng trong một tuần đi nó nhảy như vậy. Thì nó cuối cùng nó cũng thay đổi thôi ạ. Đấy, đấy là cái Linh rút ra là mình kiểm soát được cái cảm xúc của mình, cái hành vi của mình và cái suy nghĩ của mình lúc đấy nó là cái gì. Khi mà Linh thực hành lòng biết ơn vào, cảm ơn cái bộ phận trên cơ thể của mình á, thì mình biết ơn cái đôi bàn tay của mình này. Và khi mình biết ơn, bắt đầu mình nhìn đôi bàn tay của mình, đôi bàn tay này sao mà nó ngoan như vậy, mà nó hàng ngày nó làm mệt cho mình rất là nhiều thứ mà chẳng bao giờ mình biết ơn cái đôi bàn tay này cả. Và chỉ khi mà mình biết ơn cái bộ phận trên cơ thể mình mà mình không cảm nhận được cái mà mình cảm nhận ấy, thì nó vẫn chỉ là lý thuyết. Đấy, khi mà Linh cảm nhận được là ô cái đôi bàn tay này thật là đẹp. Và có phải là trước đây thì mình chỉ là thấy là nó cảm nhận được là nó giúp mình đó. Nhưng mà cái cảm xúc ở đây này, cái cảm xúc mà mình nhận được ấy, cái đôi bàn tay này nó đẹp như thế nào ấy, hay là chỉ là mình thấy nó đẹp rồi, mình thấy nó bẩn rồi, mình phát hiện ra là nó móng tay nó dài thì mình cắt đi thôi. Không ạ, cái cảm xúc đây là thấy nó cái đường hoa tay hay cái đường vân này này, gân tay này, nó cho mình cái cảm xúc là giống như là cái ma trận. Linh thì hơi tưởng tượng một chút, giống như cái ma trận là biết là cái cuộc đời của mình là như thế nào, nó như giống như cái cân lá đó cơ. Và mình tưởng tượng được như vậy, mình rất yêu nó luôn á. Và mình thấy cái đôi bàn tay này nó thật nhỏ nhắn xinh xắn mà nó làm cho mình nhiều việc. Nó không hề kêu ca phàn nàn gì cả, chẳng ai yêu nó, nói lời yêu thương với nó cả. Thế thì tại sao nó vẫn làm hàng ngày cho mình? Nó làm mọi việc luôn, từ sáng đến khi nào mình đi ngủ, mà có khi là có đêm nữa cơ. Thế lúc đấy thì mình hiểu sâu hơn, thì mình mới thấy cái đôi bàn tay này nó giá trị vô cùng và yêu nó vô cùng luôn. Thì lúc này mình thấy ra sự ấm áp của đôi bàn tay, thì nó mượt mà ấm áp vô cùng. Đấy cái cảm xúc khi mình nhận được như vậy. Rồi khi học NLP thì mình đọc được có cái tiền đề của NLP là gì, là khi mà đánh giá một ai đấy thì phải xem xét, đánh giá hành vi của một con người ở đấy thì phải xem xét là bối cảnh và môi trường gì đã tạo ra họ. Thế thì khi mà Linh hiểu được cái đó thì Linh về, Linh bắt đầu Linh áp dụng vào cái cuộc sống của mình. Linh nhìn thấy là ồ, tại sao chồng mình lại như thế này, mình sinh ra được bắt nguồn từ đâu, chồng mình có tính cách như thế kia. Và những cái mỗi bài học như vậy thì Linh lại chia sẻ lại cho chồng của mình. Và lúc đầu thì là chỉ chia sẻ là gì, là em nhận được ồ, hóa ra em tại sao em đối xử với anh như vậy. Và mình nhận hết lỗi về mình á, bởi vì chính mình là cái nguyên nhân để gây ra cái hiểu nhầm như vậy. Mình không kết nối được với chồng của mình,
Và mỗi lần chia sẻ như vậy, bởi vì không chỉ có cái kỹ thuật đấy đâu, có rất nhiều kỹ thuật khác mà có thể là kết nối được với những người khác nữa. Thế thì mình chia sẻ với chồng thì chồng cũng nhận ra, ồ, là vợ mình đã thay đổi. Thế khi mà thay đổi như vậy thì chồng bắt đầu có những cái quan điểm, có những cái đồng cảm với mình. Đấy, tức là mình phải hành động đều đặn mỗi ngày, áp dụng bất kể cái gì mình học được để cho vào cuộc sống của mình, thì mình kết nối được tất cả mọi người từ trái tim mình. Mình, tức là mình chấp nhận được họ có cái tính cách đấy và mình yêu cái bản chất của con người. Họ chính là họ ấy. Và họ có làm sai chăng nữa, họ có vụng về thế nào đi nữa thì mình vẫn yêu họ. Đấy. Và đối với công việc của Linh ấy, Linh ứng dụng cái NLP thế nào? Là ví dụ một cái công việc một ngày nào mình cảm thấy không hài lòng, bị stress. Bởi vì có những lúc mình thay đổi, trong cái quá trình mình thay đổi này cũng áp lực chứ, bởi vì chưa bao giờ mình làm những cái việc mình chưa bao giờ mình làm cả. Như vậy thì cảm thấy rất là khó chịu, cảm thấy là áp lực, cảm thấy là buồn bã và không có một cái ý tưởng nào cả. Khi nào mình có một cái áp lực như vậy thì nó sẽ không cho mình ý tưởng nào hết. Rồi cảm thấy buồn bã lên nỗi mà không muốn làm nữa cơ. Nhưng mà sau đấy thì mình lại nhận ra rằng là mình quan sát, mình hiểu nó và cuối cùng thì mình chấp nhận nó. Bởi vì làm sao, thầy nói rằng là cuộc sống này của chúng ta đều có hai mặt, hai mặt của vấn đề, có nắng, có mưa, có ngày, có đêm. Thì đương nhiên là cái buồn đấy cũng như là người bạn của mình, cái stress, cái áp lực đấy cũng như người bạn của mình, và nó vẫn phải xuất hiện trong cuộc sống của mình thôi. Và mình khi mình phát hiện ra nó rồi, mình quan sát nó, mình không phán xét nó, thì lúc đấy mình thấy mình chấp nhận nó. Và lúc nào nó biến mất thì mình cũng không biết nữa. Tức là mình thay đổi một cái trạng thái, từ cái trạng thái tiêu cực thành cái trạng thái tích cực. Và lúc đấy thì cái năng lượng nó lại trở lại như cũ. Nó không bị nó không bị cái cảm xúc kia để nó quấn mình đi, nó không làm cho mình đau xuống, mà nó lấy lại cái năng lượng cho mình. Và Linh thấy càng ngày Linh càng coach cho một ai đấy, thì đúng là mỗi lần coach Linh lại nhận được những bài học, những chia sẻ của họ, những trải nghiệm của họ thành trải nghiệm của mình. Và Linh cảm ơn tất cả những người bạn đã tin tưởng Linh để Linh coach cho. Và Linh thật sự hạnh phúc với cái điều đấy. Bởi vì thầy nói với Linh rằng là mọi việc đến với mình ấy, chỉ từ khi những cái hành động của mình, những cái trải nghiệm, cái kết quả của mình sẽ xảy ra. Và Linh tin, rất tin vào điều đấy luôn. Bởi vì chỉ khi mà Linh hành động mỗi ngày, là Linh coach cho một hoặc hai người trong một ngày vẫn đều đặn thường xuyên, thì những cái bài học của Linh nhận được ấy, những cái trải nghiệm của họ trong cuộc sống của họ, họ bị như thế nào ấy, thì đấy chính là giúp cho Linh nhận ra để làm sao để Linh hoàn thiện mình hơn. Hoàn thiện mình mỗi ngày, mỗi ngày. Và NLP thì giúp cho Linh được cái hiểu biết rộng hơn, sâu hơn, hiểu chính bản thân mình nhiều hơn. Và hôm nay đấy là cái video mà Linh muốn chia sẻ với các bạn, tại sao Linh có được kết quả như ngày hôm nay. Và xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.